Tôi là Phạm Phú Nam, xin được kính chào quý khán giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại xin được mời quý vị cùng trở lại câu chuyện hàng tuần Đạo vào đời với Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Thư. Câu chuyện Đạo vào đời do Trung tâm Công giáo Việt Nam tại San Jose thực hiện dưới sự bảo trợ của Dân Sinh để mang những cái câu chuyện tìm hiểu về Đạo Công giáo và những cái sự đóng góp của Đạo Công giáo cho xã hội và cho cộng đồng đến với khán thính giả khắp nơi. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện hôm nay với Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Thư sau đây. Con xin được chào cha. Chào anh Nam và chào quý vị. Mấy hôm nay thấy người Việt tị nạn này cũng rầm rầm là gọi là đáp ứng cái lời kêu gọi của cái ông Trúc Hồ đó. Dạ vâng. Đài SBTN. Dạ. Thì cũng để như là làm một cái gì, lên cái tiếng nói thế nào đó để giúp cho cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vâng. Chắc là ai cũng biết. Vâng. Thì tôi cũng không có ý muốn nói là quảng cáo cho ông Trúc Hồ, nhưng mà tôi cũng mến ông ấy từ lâu rồi. Vâng. Thì cái con người thật thế nào tôi không biết, nhưng mà qua những cái câu chuyện về ông ta đó, vâng, tôi biết ông ta là một người Công giáo. Vâng. Và ông ta xác nhận là đi vượt biên bằng đường bộ qua Campuchia. Vâng. Và nghĩa là hầu như 99% là bị giết rồi đó. Dạ. Nhưng mà không biết làm sao mà nhờ cái coi như là phép lạ của Chúa và Đức Mẹ đeo cái tràng hạt đó, dạ, tràng chuỗi đó. Dạ. Thế thì một cách lạ lùng anh ta cũng không hiểu tại sao nó lại cho đi. Thì dạ, biết là người Việt Nam là chết rồi đó. Dạ. Anh ta không biết nói tiếng Biên, và lúc đó nói với cô tiếng Biên rồi đó, chẳng hiểu là cái gì, chỉ anh ta nói và dạ, được tha đó. Dạ. Thì tôi cứ nhớ cái câu chuyện đó, và tôi cũng nghĩ rằng tôi không biết thật sự con người của anh là thế nào, nhưng mà ít nhất là qua những cái sự kiện bên ngoài đó, thế anh cũng là một cái người có tâm hồn thôi. Có người không thích thì bảo là anh ta hám danh hay là có thể là lợi dụng nọ kia, nhưng mà đối với tôi thì ít nhất cho đến bây giờ thì hy vọng là mọi sự sẽ tốt. Người ta cũng gióng cái tiếng chuông lên để kêu gọi mọi người giúp cho cái chương trình mà là cho mọi người Việt Nam, anh dùng cái chữ là được sống quyền làm người đó. Vâng. Thì tôi cũng hay lắm. Vâng. Thì tôi cũng chỉ nói rằng là anh là người Công giáo, là tôi cũng hy vọng là anh là sẽ có người tốt. Dạ, chỉ vâng, hy vọng vậy thôi chứ vâng, không biết nay mai nó sẽ thế nào. Vâng, thưa cha, thực sự thì đối với cá nhân con thì con mình cũng là người Công giáo, thì lời Chúa dạy rằng là sáng danh cha thì phải làm những cái việc mà giống như là có thể mình giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác, thì cái đó là làm cho Chúa, thì mình làm xong thì mình thấy giống như là vui, vui đó, thì chính vì trong cái tinh thần đó thì mình mới giữ đạo được. Nên là mình cũng hiểu được cái chân lý mà của Thánh Francisco nói rằng là khi cho thì được nhận, khi hy sinh thì được đền đáp, phải không cha? Thành ra mình làm xong thì con thấy con rất là vui, thì tại sao không làm? Cái vấn đề chính của mình làm mình thấy vui thì tại sao không làm? Đúng rồi. Vâng. Thì anh Trúc Hồ chắc có lẽ cũng vậy thôi, anh làm xong anh nghĩ mình chỉ hy vọng vậy. Tôi không có dám gọi là lên đây tuyên bố mọi người ủng hộ Trúc Hồ, không có đâu. Nhưng mà tôi thấy có một vài những cái lý do, cái chi tiết là thấy mình cũng vui vui. Vâng. Mà hy vọng thì tôi cũng có một vài lần nói ở nhà thờ rằng thì chúng ta có cái hoàn cảnh, cái cơ hội có thể nói lên những cái điều mà những người ở trong nước thí dụ vậy không nói được. Vâng. Thì mình cũng phải nói hộ họ chút. Dạ vâng. Để cho mọi người được thấy cái thế giới bây giờ là cái vấn đề tự do dân chủ nó coi như là nó quá mạnh, quá nhiều rồi mà Việt Nam vẫn còn đi sau quá. Dạ vâng. thì cũng thấy tội. Dạ. Cũng thấy tội. Dạ vâng. Vâng, thưa cha, hôm nay thì mình cũng sẽ có một số cái đề tài mà biết con hỏi thăm cha, biết cha có đồng ý không? Học búa nhá. Mình cũng chẳng phải học búa gì lắm, nhưng mà bây giờ mình từ ở cái nhánh ở bên Jerusalem mình đã nói một lần, rồi đã có đạo Hồi giáo, rồi đạo Do Thái giáo, rồi còn có một cái đạo nữa mà bên Nga đó người ta gọi là đạo chính thống, hay là có người gọi, có phải là gọi là đạo gọi là Kitô giáo Đông phương. Đông phương. À, thưa cha, điều đó có đúng không? Thưa công tác là thế này. Vâng. Thì ai cũng biết đó là bên Công giáo nó có ba cái nhánh lớn và một cái nhánh nhỏ là Anh giáo. Thì đều chẳng những tin có Chúa đó nhá, mà lại tin con Chúa xuống trần gian là Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người.
Đấy. Thì đầu tiên rằng khi Chúa về trời thì Chúa nhờ các thánh tông đồ để tiếp tục cái việc của Chúa. Ai cũng tin như vậy hết á. Thứ ý cho nói rằng là những cái nhóm đó đều cái gốc ra đều là nhìn như thế với nhau. Thì theo chúng tôi được hiểu thôi là 10 thế kỷ đầu đó là giáo hội vẫn trọng tâm, vẫn là trung tâm, vẫn là Roma, vẫn Đức Giáo Hoàng, vân vân và vân vân đó, như 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 là được được chúng ta được được học hỏi đó. Thế thì đến thế kỷ thứ 10, trong cái thời đế quốc Roma nó chia làm hai bên đông bên tây đó, thì ở cái phần đất Constantinople là của Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì là đế quốc Roma phần đông đó, thì cũng có đặt những cái vị nọ vị kia cũng chức sắc lớn, công giáo lớn lắm, nhưng mà chẳng may là chúng ta là con người mà. Thế thì có các cái sự sứ giả của Đức Giáo Hoàng ở bên Roma qua làm việc thế nào đó, thì hai bên như là chạm tự ái nhau. Nặng lắm, nhưng không phải một ngày đâu, nhưng mà nó cứ âm ỉ đó. Thì đến cuối cùng đó, thì những cái người tôi cứ tạm gọi là những người Kitô, tức là cũng là công giáo gốc đó, ở cái phần Thổ Nhĩ Kỳ vòng lên Đông Âu đó, thì lúc đó là như là cái vùng gọi là Tây đi, tức là Roma là Tây, là vùng Đông đi, bên này là Đông đi, thì nghe theo cái vị giáo chủ đó là tách ly khai ra khỏi bên Roma. Thế kỷ thứ 10 đó. Đấy. Đây là ba. Thì họ xưng mình là Kitô giáo chính thống, tức là mình bên chính thống và bên kia là không có chính thống. Chính thống có nghĩa là đúng đó, là ngon đó. Đấy. Thì tự nhiên xưng mình như vậy thì họ phải xưng vậy thôi. Thì họ xưng mình là Orthodox Christians. Thì từ đó họ gọi như là lập thành như vậy, nhưng mà thực tế đó họ chia thành từng quốc gia. Mỗi quốc gia có một vị giáo chủ. Đi vào cái hướng mới, không có liên hệ với Đức Giáo Hoàng Roma nữa. Đó là cái đại ly giáo thế kỷ thứ 10. Đấy, thì họ xưng mình là chính thống. Thì có nhiều khi mình cũng phải gọi như vậy, thế nhưng mà đúng là cái chữ là Kitô giáo Đông Phương. Con có nghe nói với có đúng hơn là họ làm dấu thánh giá thay vì làm bên này đây, thì họ làm ngược lại làm cho đúng không? Và cái mà chúng ta có thể nhận xét được cái lễ nghi của họ đó, chứ ví dụ quý vị tới chủ nhật tới nhà thờ công giáo đi thì cũng tiếng đồng hồ là cùng, mà lễ nghi cũng bình thường đơn sơ đó, nhưng mà tới nhà thờ của họ xưng là chính thống giáo đó, lễ ngày nào cũng là có lễ, là lễ trọng lắm, đó là mặc phẩm phục rồi xông hương rồi các thứ hai tiếng đồng hồ đó, và long trọng quá sức mình, có nói nhiều cái bí nhiệm đó, lạ lắm đấy. Thế thì tại vì họ nói họ là chính thống, họ xưng là chính thống đấy, cho nên là, nhưng mà dần dần qua thời gian cứ từ từ thì lại có một phần thôi, cho đến giờ tôi nghĩ cũng có thể là chừng độ 10-20% nó lại xin lại kết hợp lại với Roma. Thì Roma đương nhiên là cũng phải welcome chứ, phải welcome lắm. Nhưng mà trong khi đó vẫn cho phép họ giữ những cái lễ nghi đó là họ đã có, nhưng mà phải thông hảo với Đức Giáo Hoàng. Và đặt vị nọ vị kia theo cái chương trình nọ chương trình kia là của Đức Giáo Hoàng. Đó, tức là nó nửa nọ nửa kia. Nhưng mà nó đi về một mối là của vị theo bên công giáo hiểu là chỉ có một vị cha chung. Một vị tại khái như là thay mặt Chúa. Chứ không có thể nhiều. Đấy. Đó là cái mà cái gốc tích của cái giáo hội Đông Phương đó. Thì có cái lạ là họ có thể nói như là họ không có ấy đâu, không có cấp tiến giống như anh em Tin Lành đâu. Đến thế kỷ thứ 16 các anh em Tin Lành với lại anh giáo với tách thôi. Tức là lúc đầu tất cả những người đó cũng là công giáo hết.
Vâng. thần phục với giáo hoàng. Và tôi cũng nói thêm chút xíu đó là cái vị gọi là giáo sĩ dòng Augustino là Lutero đó, Vâng. Luther đó, Vâng. thì có những tư tưởng thế này này là dần dần đi đến cái kết luận là Roma sai, tách ra và đi với Tin Lành. Thì cái điểm chính của họ là chỉ có tin vào Thánh Kinh thôi, và đọc Thánh Kinh nhá, hiểu thế nào thì hiểu. Cho nên là cái người hiểu thế này thì thành cái nhóm này, cái nghĩa đó thế này. Để chúng ta thấy bên Mỹ bây giờ có khi hàng trăm Methodist, Baptist luôn, nhiều nhiều lắm, Vâng. Lutheran là khá vậy đó. Vâng. Thế thì cái lúc đầu đó bên nước Anh cũng công giáo hầu hết. Vâng. Thế thì ông vua Henry thứ 8 á, Vâng. chỉ trích mấy cái ông Tin Lành này. Vâng. Thế cuối cùng thì ông lại về đời sống cá nhân đó, ông muốn ly dị cái bà vợ ông đang có đó. Vâng. Mà đương nhiên công giáo đâu có cho ly dị, khi mà Vâng. đã cưới thành sự rồi thì đâu có ly dị được, Vâng. cho nên là không cho. Thế là ông ta bảo như vậy Đức Giáo Hoàng cũng lại Sao ra luôn, thế luôn. là cũng lại tách ra, thế là Vâng. thành Anh giáo Vâng. đấy. Đại khái nó như vậy. Nhưng mà Vâng. tôi trở lại cái vấn đề là trong cái hướng đi của giáo hội gọi là họ xưng mình là chính thống đó, Vâng. rất là gọi là đàng hoàng, luật lệ tất cả mọi cái lễ nghi cũng như các bí tích đó, đó là rất đàng hoàng. Vâng. Ừ. Và đi đi vào một mối, cũng đi một mối, mặc dù là họ có mỗi quốc gia có một vị giáo chủ riêng, nhưng mà nói chung chung giống nhau hết, Vâng. rất là hay. Vâng. Thì tôi thấy có một lần tôi cũng tò mò, tôi đến gọi là trong cái dịp đi nghỉ hè, tôi xem họ lễ đó Dạ. rất là trịnh trọng và nhiều Vâng. khi khá cảm động đó, nghe không? Dạ. Đó thì họ có những cái lối sống luân lý cũng rất là tốt đẹp. Dạ. Nhưng mà có một cái khác đó, là các linh mục của họ từ cái thế kỷ thứ 10 đó, quyết định là không có giống Roma nữa Vâng. mà có lập gia đình, À, có lập gia đình. lập gia đình, À, tức là chính thống giáo thì có gia đình. có gia đình, Vâng. có gia đình. Thì cứ để ý đi, anh đi sang mấy cái nước Nga Nga, số. Nga này, Dạ. nhân tiện nói về Nga, anh có để ý thấy không? Vâng. Cái đạo chính thống nó đã ở bao nhiêu đời ở nước Nga rồi. Cho nên khi mà cái ông cộng sản á, ông Lenin và Stalin á, ông muốn diệt tôn giáo mà đâu có diệt được đâu, Dạ. mà đâu có diệt được đâu. Dạ. Ừ. Cho nên là cái đức tin của họ vẫn mạnh lắm. Bây Vâng. giờ là họ đang vực dậy, Vâng. các nhà thờ bắt đầu có người đi 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 xem lễ nhiều lắm. Vâng. Ừ. Có nhân tiện nói về cái đạo của họ vẫn giữ tốt lắm. Vâng. Ừ. Thì tôi có đọc bài báo là kể về cái ông bên tổng thống Mỹ Bush cha đó, Dạ. có một lần ông đi thăm Đức Giáo Hoàng Dạ. ở Roma đó, ông có kể Đức Giáo Hoàng nghe rằng lúc đó ông là phó tổng thống thôi, phó tổng thống cho Reagan đó. Dạ. Ông ấy thay mặt tổng thống đi sang dự tang lễ của ông Brezhnev, Dạ. là có thể nói như là cái vị tổng bí thư cộng sản Nga gần như là chết á, Dạ. chết. Dạ. À, thì ông đến ông dự cái lúc mà an táng sắp hạ huyệt á, thì ông nói với giáo hoàng là con đứng con trưng giáo làm chứng rõ ràng bà đó, bà vợ đó, trước khi hạ huyệt ông ấy xuống, bà làm vô thánh giá và bà nói là chúc ông về với Chúa, mặc dù là bí thư đảng cộng sản vô thần. Đại khái cái câu chuyện đó tôi cũng nhớ, tức là vì chính trị là phải vậy thôi, Vâng. chứ còn cái niềm tin tôn giáo Kitô giáo của họ vẫn vững lắm. Tức Nó là cái ông Brezhnev này là cũng là dân, cũng là công là giáo, người cộng sản gộc, công nhận vô gốc thần gộc, nhưng mà bên ngoài thôi. trong đầu hay là gia đình hay là bà vợ vẫn vẫn tin có Chúa. Vâng. Bởi vậy khi mà tôi cũng nhớ là khi mà Bác Hồ đó Dạ. có nói cái câu là bây giờ tôi sắp đến ngày đi về gặp các Mác và Lenin Dạ. ấy, thì lại tin mà có linh hồn rồi, Dạ. chứ nếu mà phần xác chết hết không còn gì nữa thì đâu có đi gặp ai được nữa. Dạ, Nên buồn đúng cười rồi. vậy. Vâng. Cái đó thì cái vấn đề chính thống giáo cũng nhân tiện nói luôn về Tin Lành giáo, có bên Tin Lành đó, Dạ. Tin Lành đó thì
cái gốc cái chữ của họ đó, cái đến thế kỷ thứ 10 thì là những người tách khỏi Công giáo thì họ xưng mình là Orthodox. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 16 những người Tin lành tách ra đó thì lại không xưng mình là theo cái tên đẹp mà là xưng mình là người phản đối, Protestant. Protestant, yeah. Nghe nó cũng hơi kỳ, hơi kỳ kỳ đấy không? Nhưng mà về sau đấy, nhất là sang Việt Nam đó, họ cũng thấy và bây giờ có muốn theo đạo chống đối không thì nó kỳ quá. Cho nên họ dùng cái chữ Tin lành. Nghe đẹp nhỉ, nghe hay quá. Đấy, thì họ cũng sống tốt, thì cũng các mục sư cũng có gia đình. Nhưng mà tôi xin phép nói lại với tất cả quý vị đây là trong tất cả các đạo là những người mà tin thờ Thiên Chúa đó thì chỉ có một số là tin vào Chúa Kitô là con của Chúa sống trần gian thôi. Thì những cái người tin đó gọi là người Kitô giáo. Đấy. Nhưng mà trong số những người tin Kitô giáo là chỉ có một số tin Đức Giáo Hoàng thì gọi là Công giáo thôi. Theo Đức Giáo Hoàng gọi là Công giáo thôi. Đó cho nên cái chữ Công giáo này nó nằm ở trong Thiên Chúa giáo. À xin lỗi, Công giáo nằm ở trong Kitô giáo. Kitô giáo nằm ở trong Thiên Chúa giáo. Không nhất thiết là cái người theo Thiên Chúa giáo mà là Công giáo. Nhưng mà nó nằm ở trong đó. Thì tôi cũng xin tóm lại là thế này này, là Chúa Kitô đến đó, là để hoàn chỉnh cái những cái điều mà đã dạy ở trong Thánh Kinh Cựu Ước. Những cái điều Chúa dạy đó không có sai gì hết á. Nhưng mà bây giờ với cái gọi là tân ước đó, với cái đường hướng mới đó, thì chúng ta phải nhìn Thiên Chúa như là một cái đấng người cha nhân lành. Đấy, mà cái người cha nhân lành đã tốt với mình đó, thì mình cũng phải tốt với người khác. Là vì cái Chúa dạy mình, và cũng vì là vì Chúa mà mình làm cho người khác. Cho nên là trong cái hướng đi mà chúng tôi muốn trình bày rằng cái sự đóng góp của đạo Chúa đó cho trần gian đó, cho nhân loại, cho xã hội, cho cộng đồng đó, thì cái người nào càng sống đúng đạo Chúa đó, thì càng tốt với anh em mình. Càng tốt với xã hội, càng giúp đỡ người khác. Đấy, cho nên là chúng ta không thể nói rằng là hễ người Công giáo là ai cũng tốt. Có những người cũng đi xì kèm ma túy chứ, hoặc là cũng có những người sống mê bối. Nhưng mà tôi nói lại là nếu mà thực sự sống được đúng con đường của Chúa dạy đó, thì sẽ xây dựng giáo hội tốt lắm. Cũng như là giáo hội Công giáo đó, chúng tôi nói lại là dạy cái điều thánh thiện nhé. Không bao giờ giáo hội Công giáo mà dạy cái điều sai hết á. Nhưng mà cái con người ở trong giáo hội qua lịch sử thì cũng thế nào có những cái người không được tốt. Thì chúng ta phải hiểu như vậy thôi. Cho nên là có một vài lần trước tôi cũng đã nói rằng là giáo hội Công giáo bị chỉ trích nhiều về cái này thì đúng, cũng đáng chỉ trích lắm, tại vì qua những cá nhân đó. Nhưng mà cái lời dạy bảo chính thức của giáo hội để cho nhân loại thế này thì không có bao giờ khác hết ạ. Chỉ có cái cách, tôi ví dụ ngày xưa đó, mùa chay này, bắt giáo dân phải thế này thì khó khăn nhiều hơn. Nhưng bây giờ người ta trưởng thành hơn, chỉ đưa ra những cái ví dụ để mà ấy thôi. Chứ còn ép nó không hợp với thời này nữa. Giống như là người ta trưởng thành, không phải như con nít nữa. Chứ không phải là còn cái lý tưởng để mà cái mùa chay để mà chuẩn bị cái ơn phúc mùa phục sinh thì nó vẫn giống nhau. Đó là như vậy. Cảm ơn chàng. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Đạo vào đời với Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Thư qua cái đề tài tìm hiểu về Công giáo, qua cái lĩnh vực các chi nhánh của Thiên Chúa giáo, rồi của Kitô giáo, xong rồi đến Công giáo. Và bây giờ mình hiểu thêm những cái chi nhánh đó, ở trong đó học kỳ này là chú trọng nhiều về vấn đề tìm hiểu gọi là Kitô giáo Đông Phương. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi, và con xin được cảm ơn cha. Cũng xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn để lắng nghe, và hy vọng chúng ta cũng bắt được cái nhịp cầu tốt, để chúng tôi cũng hy vọng có nhiều người con Chúa tốt để xây dựng cho cộng đồng và xã hội tốt hơn. Xin kính chào.